Diễn viên hài Minh Tít sinh ngày 24 tháng 8 năm 1989 tại thành phố Hà Nội. Minh Tít tên thật là Nguyễn Quang Minh, được khán giả yêu mến bởi lối diễn thông minh, dí dỏm. Anh cũng chính là một trong những người đầu tiên tổ chức và sáng lập ra Kem Xôi TV và cũng chính là anh cả của nhóm diễn viên Kem Xôi gồm Trung Ruồi, Quỳnh Cun, Thương Xin và một số diễn viên khác. Hiện nay, Minh Tít đang là diễn viên trẻ tại Nhà hát kịch Hà Nội. Minh Tít tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Mặc dù có tài năng và niềm đam mê lớn với nghiệp diễn, nhưng Minh Tít không gặp may khi khởi nghiệp. Anh chàng tâm sự rằng anh từng đi casting rất nhiều bộ phim, nhưng bị đánh trượt khá nhiều bởi là gương mặt lạ ít người biết đến, ngoại hình hạn chế, thậm chí vừa bước vào chưa kịp giới thiệu đã bị đuổi ra. Đã có thời điểm, Minh Tít mất hết niềm tin vào nghề nghiệp diễn của mình. Sau nhiều cố gắng, bây giờ tên tuổi Minh Tít đã được khán giả biết đến nhiều hơn. Diễn viên Quỳnh Cun sinh ngày 26 tháng 7 năm 1995, quê ở Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình. Quỳnh Cun tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, là một diễn viên trẻ đang được giới trẻ Việt Nam quan tâm. Quỳnh Cun hiện đang theo học ngành diễn viên tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Quỳnh Cun cùng diễn viên Minh Tít và Trung Ruồi đang là thành viên của Kem Xôi TV. Với gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Quỳnh Cun từng được nhiều người ví như bản sao của nữ diễn viên Minh Hằng. Ngoài đời, Quỳnh Cun khá nổi bật với phong cách nữ tính, làm tôn lên vóc dáng thon thả của mình. Cộng với khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn, Quỳnh Cun thật sự nổi bật và thu hút người đối diện. Quỳnh Cun từng có mối tình đẹp kéo dài 3 năm với bạn trai kém tuổi có tên là Nguyễn Đức Hải. Anh từng theo học quay phim chuyên nghiệp tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó thân thiết, nhưng đến tháng 7 năm 2019 thì đường ai nấy đi.